ta hãy hướng về lễ đài, hướng về hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, quốc ca Hoa Kỳ bắt đầu. Phật giáo biểu tượng cho sự từ bi và trí tuệ, Phật giáo ca bắt đầu. Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam chung từ nay, một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia. Nào cùng vui trong chúng anh đạo vàng ra nơi bốn phương, bác ra đón chào Phật giáo Việt Nam. Tấm gương ngài thì cả giải thoát chúng sinh, chúng ta dốc lòng nguyện cùng gieo rắc quanh mình bao mối vui lành tràn lan hầu tan đau đớn. Chắp tay ta cùng dưới đài xem hâm kê đoàn, Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam chung từ nay, nào cùng nắm tay kết nên một đại duyên. Cùng làm sao cho con xem người đời đời ngát hương, một phương thân nhân Phật giáo Việt Nam. Để tưởng niệm đến ân đức Thế Tôn vô cùng cao quý, chư lược vị tiền bối tổ sư đã truyền đăng tục diệm cho đạo pháp, chư anh linh thánh tự đạo, các anh hùng liệt sĩ hữu công đã ngã xuống cho đạo pháp và dân tộc, phúc nhập từ bi quán bắt đầu. Trôi qua, chúng con xin kính thỉnh chư tôn đức cùng quý Phật tử an tọa, mời trong ban nghi thức về lại vị trí cũ của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy về nơi mảnh đất Phước Quang, cho cây, cho lá càng thêm sắc màu. Thầy về đem cả an vui, chúng con thắm lại biết bao ân tình. Vâng, về chứng minh cho buổi lễ sáng hôm nay, trước nhất và trên hết, chúng con xin được cung đón Hòa Thượng Thường Thân Hạ Hải, viện chủ Thiền Viện Chân Không Hawaii, viện chủ Chùa Bảo Quang chứng minh. Chúng tôi xin cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Nhật Thành, chùa Hải Tàng. Về phía chư ni, chúng con xin được cung đón ni trưởng Thích Nữ Minh Phước, trụ trì Tịnh Thất Phật Đủ.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Ni sư Như Quang, trụ trì chùa Phước Quang, trưởng ban tổ chức đại lễ Phật đản sáng hôm nay. Chúng con xin cung kính giới thiệu Ni sư Thích Nghệ Nguyên Bổn, trụ trì chùa Kiều Đàm. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ Như Bảo, trú xứ chùa Kiều Đàm. Chúng con xin cung kính giới thiệu Ni sư Trúc Hiếu, trú xứ chùa Giác Lâm, Thiền Từ. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ Trung Trí, trụ trì chùa Hương Lâm. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ Diệu Pháp, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, Phô Đô Ma. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Ni sư Minh Triết, trụ trì chùa Trí Nghiêm. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ Tịnh Phước, phó trụ trì chùa Giác Ngạn. Vì thời gian có hạn, chúng con xin được giới thiệu chung chư tôn đức ni phía sau, xin quý vị cùng cho một tràng pháo tay thật nhiệt liệt để cúng đón những dấu chân từ bi của quý ngài về đây với chúng ta. Mô Phật, con kính chúa mời kính chào ni sư, giới thiệu là ni sư Thích Nữ Trúc Vân đến từ chùa Giác Tâm, tại vì em nó mới làm ra hơi sót hay gì được. Nam mô A Di Đà Phật, con xin sám hối. Và ban tổ chức, chúng tôi xin được hân hạnh đón chào quý Phật tử đồng hương rất dễ thương đã về đây tham dự đại lễ Phật đản sáng hôm nay tại chùa Phước Quang. Xin một tràng pháo tay nhiệt liệt. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, hôm nay Phật đản lại về thành đô cho đến thôn quê rộn ràng, thành tâm thiết lập đàn tràng, thành tâm dân hoa cúng Phật, lòng thành kính dân. Đất Phật ra đời trăm hoa đua nở, nhạc trời rền vang, và hôm nay chúng con cũng hân hoan đón mừng ngài qua những điệu múa thật dễ thương, thay cho những loãng hoa tươi thắm, thay cho nhạc trời qua vũ khúc hoa sen dân Phật, do các em nhóm thiếu nhi hoa hậu từ thiện dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn và hiện tiền chư tôn Tịnh Đức Tăng Già. Nhạc phẩm vũ khúc hoa sen dân Phật bắt đầu.